Mới đây, phát biểu kết luận hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 20 khóa 9, ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết quả ta đạt được rất đáng trân trọng. Ông Chiến nói, đây là cuộc đấu tranh cam go, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, nói đi đôi với làm. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói qua tiếp xúc, chúng tôi thấy lòng dân phẫn nộ xót xa khi thấy hàng nghìn tỷ đồng của chúng ta tuồn ra nước ngoài từ các hành vi tham nhũng tiêu cực. Vì vậy, phải kiên quyết đấu tranh thống nhất chủ trương, ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực, kịch liệt phản đối hành vi tham nhũng tiêu cực. Ông Nguyễn Túc, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh trong những năm qua, nhân dân chính là những người phát hiện ra các vụ tiêu cực, tham nhũng và phản ánh tới đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Túc dẫn lại vụ Trịnh Xuân Thanh được phanh phui từ việc nhân dân phản ánh về chiếc xe biển xanh. Từ phát hiện đó, các cơ quan vào cuộc mới xác định được tham nhũng. Ông Túc nói, muốn hạn chế tham nhũng tiêu cực phải nâng cao vai trò của nhân dân vì hầu hết là phát hiện của dân. Chính từ phát hiện đó mà các cơ quan vào cuộc mới xác định được tham nhũng, khi thực hiện việc này, vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Cùng quan tâm đến vai trò của mặt trận Tổ quốc, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình cho rằng, điểm mới của dự thảo lần này là nêu cụ thể một số giải pháp thực hiện yêu cầu đổi mới về tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Ông Lê Bá Trình cũng đề nghị bổ sung vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân của mặt trận Tổ quốc Việt Nam chứ không nên chỉ dừng lại ở công việc khích lệ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Bão số 3 IAG là cơn bão số 3 ở Biển Đông và là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão này đang di chuyển về phía đông Biển Đông và đang tiến dần về bờ biển phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão IAG các địa phương trên đường đi của cơn bão đang chuẩn bị ứng phó với lượng mưa lớn, khả năng bão đổ bộ với tổng lượng mưa dự kiến từ 250 đến 350 mm. Một số khu vực có thể có lượng mưa vượt quá 400 mm từ đêm mùng 5 tháng 9 đến hết ngày mùng 7 tháng 9. Ngoài thông tin về bão Yagi, các nhà dự báo bão nhận định từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 11 năm nay, đảo Hải Nam ở khu vực Bắc Biển Đông có thể đón tới 5 cơn bão, với một hoặc hai cơn bão trong số này có thể đổ bộ đất liền. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về các thảm họa liên quan đến bão mạnh so với diễn biến thời tiết thông thường trong khu vực và giai đoạn này của các năm. Trong khi đó, số lượng cơn bão trên Biển Đông tác động đến Việt Nam dự báo từ nay đến cuối năm 2024 có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 3 đến 4 cơn và tập trung nhiều ở Trung Bộ cũng như các tỉnh phía Nam. Mưa lớn dự báo tập trung chính vào tháng 10, tháng 11 năm 2024 ở các tỉnh miền Trung. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ năm nay cũng có thể kết thúc muộn hơn bình thường. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 11, ở Trung Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 12. Mới đây, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tửa, 44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hiện đang tạm trú phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2022 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023, Nguyễn Văn Tửa đã bán gần 20.000 m2 đất tại ấp Đá Trồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc cho ông PMT, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác thông qua hình thức lập vi bằng để rồi sau đó chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Qua xác minh thực tế, diện tích đất tựa bán là đất do Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm quản lý và đất của một số hộ dân khác. Để tạo lòng tin với người mua trước khi bán đất, Tửa cam kết là đất của mình không bị tranh chấp, không bị cây biên, thu hồi. Thế nhưng, sau khi nhận đất do tửa chuyển nhượng, ông PMT đến nhận đất và cất nhà thì bị người khác vào ngăn cản. Sau khi tìm hiểu, ông T mới biết mảnh đất ông mua hiện do nhà nước quản lý, không thuộc quyền sở hữu của tửa. Biết bị tửa lừa đảo, ông T đã làm đơn tố cáo tửa gửi đến công an. Khám xét nơi ở của tửa tại khu phố 4, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Chiều mùng 5 tháng 9, tại họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh bão số 3, tức bão Yagi đang mạnh lên trên biển Đông và chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết: Ngày mùng 5 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện chỉ đạo bộ ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao tại philippines và trung quốc chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện cho tàu thuyền việt nam trú tránh hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết đồng thời bộ ngoại giao đã gửi công hàm đến đại sứ quán trung quốc và đại sứ quán philippines tại hà nội để đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng ở phía bạn hỗ trợ các tàu thuyền của Việt Nam trong trường hợp cần thiết và cử cán bộ trực 24 trên 24 giờ kịp thời hỗ trợ liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước để ứng phó với cơn bão số 3. Liên quan đến tình hình oi nóng những ngày gần đây ở miền Bắc, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng thời tiết oi nóng ở miền Bắc không phải là điều kiện thuận lợi để bão có thể vào hoặc không vào miền Bắc chúng tôi đặc biệt quan tâm đến thời tiết oi nóng như hiện nay. Khi chuyển sang mưa, cụ thể là mưa trước bão, rất có thể sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra rông, lốc, xét ở nhiều nơi. Giải thích nguyên nhân vì sao bão số 3 liên tục tăng cấp trong thời gian qua. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt tại Biển Đông cao và các điều kiện khác thuận lợi, nên bão số 3 đã phát triển rất nhanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5 tháng 9, Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, dự kiến đêm ngày mùng 6, sáng mùng 7 tháng 9, khu vực Hà Nội chịu tác động của bão số 3, gió mạnh dần từ cấp 5 cấp 6, thời điểm mạnh nhất có thể mạnh cấp 7 giật cấp 9. Ông Đinh Hữu Dương nhận định, do ảnh hưởng của bão từ ngày mùng 6 tháng 9, khu vực Hà Nội sẽ xuất hiện những trận mưa rông mạnh sau đó sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn, tập trung chủ yếu vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9. Vì vậy cần đặc biệt chú ý đến tình trạng mưa rông, gãy đổ cây xanh, ngập úng đô thị. Với cường độ mưa như vậy, vùng ngoại thành Hà Nội và vùng trung thấp rất có thể sẽ xảy ra ngập úng. Vừa qua, khi tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 19C164XX có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Tài xế DMH, sinh năm 1994, chú huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, không vi phạm nồng độ cồn, xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển. Về hàng hóa trên xe, tổ công tác phát hiện số lượng lớn bánh trung thu và các loại bánh kẹo khác có bao bì in chữ nước ngoài. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng này. Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế H khai nhận đang chở thực phẩm, bánh kẹo, bánh trung thu từ tỉnh Lào Cai về xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đội cảnh sát giao thông số 6 đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa người và phương tiện liên quan về đội quản lý thị trường số 13 để làm rõ chủng loại, số lượng, nguồn gốc hàng hóa. Tại đội quản lý thị trường số 13, các lực lượng chức năng kiểm tra và ghi nhận xe tải trên chở khoảng 9 tấn bánh kẹo, thực phẩm, rượu, tất cả đều ghi chữ nước ngoài, chưa có hóa đơn, tem phụ, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ trong đó có khoảng 200 thùng bánh trung thu, tổng 1.600 chiếc bánh. Các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.